trạng vạng tối, ba chi nhân mã rời đi tào bang tổng đà. Một chi thẳng đến Hùng Ưng Đường, tiến đến tìm Hùng Ưng Đường ba vị đường chủ, nhưng ba vị đường chủ tiến đến Bạch Hổ Đường ngăn chặn Trần Cửu Tứ, đồng thời truyền đạt Trần Cửu Tứ một cái mệnh lệnh, bang chủ triệu kiến hắn buổi tối họp. Thứ hai chi, thẳng đến đàn tử ngõ hẻm, tìm kiếm mù lòa rời núi. Thứ ba chi, là một chi hai mười người đội ngũ ngư bang tinh nhuệ mục tiêu là Bạch Hổ Đường, mục đích là đi gặp Trần Cửu Tứ, truyền đạt bang chủ mệnh lệnh, tối nay triệu tập Trần Cửu Tứ tổng đà họp. Thậm chí cái này thứ ba chi đội ngũ hôm nay đều không cần ngăn lại Trần Giải, chỉ cần đem mệnh lệnh ở trước mặt tuyên đọc cho Trần Cửu Tứ coi như thành công. Bởi vì bọn họ mục đích cũng không phải là ngăn cản, mà chính là vạch Trần Trần Giải ý đồ không tốt. Trung Quốc có câu châm ngôn, gọi là sư xuất có tên. Nói là danh tiếng tác dụng, ngư Trần Cửu Tứ coi như cùng Nam Bá Thiên huyên áo lại hung, thế nhưng là tại ngư bang đệ tử trong mắt, Trần Cửu Tứ vẫn là Nam Bá Thiên thủ hạ. Hiện tại lão đại triệu kiến, ngươi không thấy, ngươi muốn làm cái gì, tạo phản sao? Tạo phản, ở thời đại này cũng là đại nghịch bất đạo, dù là ngươi làm lấy tạo phản sống, ngươi cũng muốn hô một tiếng, thanh quân chắc. Lại ngu xuẩn phản tặc cũng không dám nói rõ, ta là chuẩn bị chặt hoàng đế chết toi chính mình làm hoàng đế à? Đương nhiên bái hỏa giáo cùng đại càn loại này không tính, bởi vì đây không phải một cái dân tộc, trong này có dân tộc mâu thuẫn, mà lại bái hỏa giáo xưa nay không là đại càn thần tử, bởi vậy hắn công khai tạo phản, trong mắt người ngoài không tính là bội bạc. Thế nhưng là Trần Giải không được à. Ngươi là ngư bang bạch hổ đường đường chủ, nhân gia bang chủ triệu kiến, ngươi không thấy, đây chính là ý đồ không tốt à. Tương lai nếu là truyền ngôn ra ngoài, Trần Giải danh tiếng nhưng là một mảnh hỗn độn. Trần Giải biết danh tiếng tầm quan trọng, nhất là hắn loại này lấy cướp đoạt thiên hạ làm mục tiêu người, đối với danh tiếng càng là coi trọng. Thật giống như nguyên lai trong lịch sử, Trung Nguyên Trương vì sao đến dân tâm, Trần Hữu Lượng vì sao bị người mắng, không phải liền là Trần Hữu Lượng quá không chú trọng chính mình danh tiếng sao. Liên tục giết đối với mình có ơn tri ngộ Nghê Văn Tuấn, về sau lại giết từ Thọ Huy, trực tiếp bị đương đại người trở thành thí chủ lập đi lập lại nhỏ người. Thủ hạ người càng là đối với nó nội bộ lục đục, không phải vậy năm đó bà Dương Hồ Trần Hữu Lượng lấy 60 vạn đối 20 vạn tuyệt đối binh lực ưu thế, làm sao lại thua đâu? Thua ở đâu? Thua ở danh tiếng, thua ở nhân tâm, thua ở đại nghĩa à? Cho nên mặc dù không biết, chính mình có phải hay không trong lịch sử cái kia Trần Hữu Lượng, nhưng là Trần Giải nhất định muốn tổng kết vị kia Hán Vương Trần Hữu Lượng thất bại kinh nghiệm. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất danh tiếng có khác thua thiệt, muốn yêu quý danh dự, phải hiểu được kinh doanh, học một ít cái kia vô sỉ tống giang tống công minh. Đến đâu nói một câu, một nhà nào đó hiếu nghĩa hắc tam lang, địa phương giang hồ hào kiệt cúi đầu liền bái, đây chính là danh tiếng lực lượng. Bởi vậy Nam Bá Thiên thứ ba chi đội ngũ mục đích cũng là bôi xấu Trần Giải, nhưng Trần Giải thân bại danh liệt, muốn để toàn miệng thủy huyện người đều biết, Trần Giải đã có phản tâm. Như thế Trần Giải danh tiếng chẳng phải thối sao. Mang dạng này mục đích, chi đội ngũ này ngay ngang ra phố, đốt đèn lồng thẳng đến Trần Giải bạch hổ đường mà đi. Mục tiêu rất đơn giản, cũng là đi tìm Trần Cửu Tứ. Mà lại rất rêu rao, sợ người khác không biết. Ngay tại những này người cùng một chỗ tiến về bạch hổ đường thời điểm, đột nhiên cách đó không xa đi tới một đám người. Những này người đồng dạng là hơn 20 người, từng cái dài đến cũng là lưng hùm vai gấu, một trong tay người dẫn theo một cái vò rượu say khướt ngư bang người thấy một lần đám người này nhất thời nhíu mày người nào lá gan thật to lớn ngay cả ta ngư bang tổng đà người đều dám cản nghĩ như vậy đầu lĩnh đứng ra chỉ lấy bọn hắn nói ngư bang làm việc người rảnh rỗi tản ra bình thường ngư bang cái này một cuống họng hô lên người đối diện khẳng định lập tức liền đem vị trí tránh ra nhưng ngư bang người đi qua dù sao ai dám cùng ngư bang đùa nghịch lưu manh thế nhưng là lần này bọn hắn có thể tính sai cái này một cuống họng hô lên đối diện một đám người đứng vững nhìn lấy ngư bang những này nhân nói ngư bang là cái thá gì các ngươi cho lão tử tránh ra đúng ngư bang tính toán cái cầu lão tử tào bang muốn để cũng là các ngươi nhường đúng chó ngoan không cản đường các ngươi tránh ra cho ta nghe tào bang lời nói ngư bang đám người này nhướng mày tào bang người cái gì thời điểm chạy đến trên con đường này bất quá ngư bang cùng tào bang vốn cũng không đối phó bị đối phương một móng Ngư bang bên này nhất thời nổi giận mắng: Ta đi, các ngươi bọn này thối khuôn vác, tìm chúng ta ngư bang địa bàn Dương Oai thích ăn đòn đúng không? Tào bang nghe lời này có tinh khí nổ, bụp một tiếng, một cái vỏ rượu liền bay tới, theo sát lấy bụp một tiếng đập vào một cái ngư bang đệ tử trước mặt. Lúc này chỉ thấy Tào bang trong đội ngũ ra đến một tên tráng hán chỉ ngư bang người mắng: Các ngươi cùng cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi ngư bang liền là một đám thối bán cá, ngươi cùng ra ra nạp cái gì phần chính tỏi cần ăn đòn đúng không? Mà nó, gây chuyện đúng không? Các huynh đệ, chém chết bọn hắn. Ngư bang nơi này triệt để bị mắng ra chân hỏa, sau đó dẫn một đám người rút ra tùy thân đao kiếm vào tới. Tào ba người cười ha ha nói, lão tử sợ ngươi à, các huynh đệ, cho ta chặt. Nói hai nhóm người trực tiếp tại trên đường cái sống mái với nhau lên, trong lúc nhất thời giết khó phân thắng bại, ai cũng thoát thân không ra. Lúc này ngư bang hùng ưng đường. Lúc này một đội nhân mã trước đến tìm kiếm tần ưng tam huynh đệ, đội nhân mã này ngược lại là không có lọt vào ngăn cản, chủ yếu là ít người chỉ có ba người, mà lại rất điệu thấp, mục tiêu nhỏ, lẫn trong đám người ai cũng bắt không được bọn hắn. cứ như vậy bọn hắn thành công lăn lộn đến hùng ương đường. đến nơi này ba người lập tức đối giữ cửa hộ vệ nói nhanh, mau tìm tần đường chủ, bang chủ có nhiệm vụ khẩn cấp. nghe lời này hùng ương đường tiểu đệ sững sờ, lập tức nói ai, các ngươi đi theo ta. hùng ương đường có cái quy củ, vậy liền tổng đà sự tình không có việc nhỏ nhất định phải trước tiên thông báo đường chủ. Hùng ưng đường tiểu đệ lập tức đem đưa tin tổng đà đệ tử dẫn tới phòng khách, sau đó thông báo tần ưng. Thời gian điểm này, tần hổ đang uống trà, tần báo vừa từ bên ngoài trở về, tần ưng chính trong phòng làm hắc hưu hắc hưu sự tình. Lúc này tiểu đệ nhanh như chớp chạy tới, đường chủ, đường chủ, bang chủ nhiệm vụ khẩn cấp. Ừm, nghe nói như thế, đang uống trà tần hổ, ngay tại miệng lớn ăn cơm tần báo, toàn đều dừng lại. Mà lúc này trong phòng, một cái kiểu mị nữ nhân trong mắt chứa xuân cùng bất mãn nhìn lấy tần ưng làm sao ngừng tần ưng nói bang chủ tìm ta nói liền chuẩn bị đi bất quá lúc này nữ nhân kéo lại tần ưng nói đừng đi cái kia ánh mắt đều nhanh kéo thế nhưng là tần ưng do dự nhìn một chút nữ nhân sau cùng cắn răng một cái kéo mở tay ra nói chờ lấy về tới thu thập ngươi ngươi hử nữ nhân khí hung hăng hử một tiếng mà tần ưng kéo quần lên liền đi ra nữ nhân đây chẳng qua là chính mình sảng khoái công cụ mà chính mình nếu là nhường bang chủ khó chịu cái kia mình đời này cũng đừng nghĩ lại thoải mái nhanh đối với cái này hắn nhận ra rất rõ ràng hắn cũng là nam bá thiên dưỡng một con chó làm chó liền muốn có làm chó giác ngộ đều được bao nuôi còn nói gì nhân cách độc lập à tần ưng thật nhanh đi ra theo sát lấy liền thấy cái kia truyền lệnh tiểu đệ cùng chính mình hai cái đệ đệ tần đường chủ nam bá thiên phái tới truyền lệnh tiểu đệ ôm quyền tần ưng cười nói ha ha, không cần đa lễ, bang chủ tìm ta chuyện gì. Nghe lời này, tiểu đệ mở miệng nói, tần đường chủ, bang chủ mệnh làm các ngươi ba vị hiện tại lập tức đi bạch hổ đường, tìm tới Trần Cửu Tứ, có thể ngăn chặn hắn liền ngăn chặn hắn. Nếu là không chặn nổi, liền ngay trước hắn mặt nói cho hắn biết, bang chủ buổi tối triệu hắn nhập phủ họp. Ừm, tần ưng nghe lời này cho mày nói, nếu là hắn không muốn đi đâu. Tiểu đệ nghe vậy nói, cái kia cùng chúng ta không quan hệ, hắn không muốn đi, danh tiếng tự nhiên thối vậy cũng tính toán chúng ta thay bang chủ hoàn thành nhiệm vụ nghe lời này tần ưng nói tốt việc này dễ dàng ngươi ngươi đi thông báo bang chủ ta khẳng định làm được tiểu đệ nghe vậy nói tốt vậy liền vất vả tần đường chủ ta cùng đường chủ cùng đi có tin tức trước tiên hồi bẩm bang chủ ừm tốt chúng ta hiện tại liền đi tần ưng nói một tiếng mang theo lão nhị tần hổ lão tam tần báo cùng một chỗ hướng bạch hổ đường mà đi đàn tử ngõ hẻm đây là miệng thủy huyện có tên người chết ngõ hẻm bởi vì nơi này ở đều là làm sống uổng phí có bán quan tài có cắt người giấy hàng mã có xem phong thủy chọn mộ địa cái này ngõ hẻm tận cùng bên trong nhất có một cái tiểu viện tiểu viện rất là thê lương xem xét cũng là có rất ít người quản lý là là nơi này đi lúc này có hai cái ngư bang tiểu đệ cô lấy can đảm tiến vào nơi này cùng nhìn nhau nói là bên trong sao đúng cũng là tận cùng bên trong nhất một cái kia nơi này làm sao cảm giác quỷ khí âm trầm đó à đúng vậy à đây cũng quá dọa người ta nghe nói nơi này buổi tối nháo quỷ nháo quỷ không thể à cái gì không thể ngươi nhìn nơi này bán quan tài bán người giấy giấy ngựa xem phong thủy chọn mộ huyệt nào có một người tốt à nơi này âm khí nặng như vậy khẳng định là nháo quỷ mà lại ta nghe người ta nói nơi này gần nhất luôn có người mất tích có thể dọa người ai ngươi cũng đừng làm ta sợ ta nhát gan ta hù dọa ngươi làm gì ta lần trước nghe nói có cái tiểu hài tử buổi tối từ nơi này qua ngày thứ hai phát hiện thời điểm liền đã thành thi thể treo ở trên nhánh cây tiểu cát cát cũng bị mất mà nó đây là nữ quỷ cái kia ai biết được hai người đang nói đây đột nhiên một tiểu đệ cố ý phạm hỏng mà nó vừa mới thứ gì trượt đi qua tiểu đệ hoảng sợ chỉ khác một tiểu đệ sau lưng mà nó ngươi đừng dọa ta à cái gì cái gì tiểu đệ quay người giống như điên nhỉ khắp nơi, hoảng sợ chi ý lộ rõ trên mặt đã nhanh đến sụp đổ biên giới. nhìn đến cái này tiểu đệ dọa thành cái này đức hạnh khác một tiểu đệ nhất thời cười lên ha 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 ha. nhìn ngươi cái này đức hạnh nào có cái gì à? đùa ngươi chơi đầu vù vù. cái này tiểu đệ chỉ khác một tiểu đệ cười ha ha. bất quá khác một tiểu đệ đột nhiên ánh mắt chừng lớn, hoảng sợ nhìn lấy ngay tại cười to tiểu đệ sau lưng mà lại ánh mắt càng thêm hoảng sợ. ngay tại cười to tiểu đệ cười đến đã không thở ra hơi chỉ khác một tiểu đệ nói, ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy, đi, không dọa ngươi, làm chính sự. Nghe lời này, khác một tiểu đệ trừng trong mắt chỉ phía sau hắn nói, ngươi, ngươi. Lúc này cười to tiểu đệ nói, thế nào, ngươi còn muốn làm ta sợ một chút à? Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết, đằng sau ta có quỷ? Cắt. Cái này tiểu đệ đột nhiên quay người, theo sát lấy liền thấy sau lưng có một cái tóc tai bù xù thân ảnh đã tới gần sau lưng của hắn lúc này quay người lại mặt của hắn cùng đối phương mặt vừa vặn đối cùng một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, thông qua nồng đậm tóc, hắn thấy được một đôi cá chết đồng dạng khinh thường cầu. Ngạch! Cái này tiểu đệ trực tiếp cho đi một chút, cả người trực tiếp liền bẻ tới, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. À! Khác một tiểu đệ thấy cảnh này, hô to một tiếng, hét to liền chạy ra ngoài. Thế nhưng là sau một khắc, chỉ thấy kia quỷ, vù một tiếng liền ở tại chỗ biến mất, sau đó nhấc lên liền đem người kia tóm lấy a à, cứu mạng cứu mạng chớ ăn ta tiểu cắt cát cái này tiểu đệ dọa đến ngao ngao gọi bệnh im miệng lại gọi bệnh ta giết chết người ngay tại hắn điên cuồng kêu to thời điểm đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng rất rét lạnh giọng nữ tiểu đệ nhất thời tỉnh táo lại toàn thân run rẩy quả nhiên là nữ quỷ không thực sự ăn tiểu cắt cát à ngay tại toàn thân co giật đâu lúc này cái kia băng lãnh giọng nữ nói ai bảo các ngươi tới quỷ không không thần tiên nữ thần tiên ta, à, chúng ta là dân bang chủ chi mệnh đến đây mời ngươi rời núi. bang chủ, cái nào bang chủ? nam, nam bang chủ. nam bá thiên. nữ nhân nghe lời này, thanh âm đột nhiên băng lãnh lên, hắn tìm chính mình làm gì? hắn tìm ta làm gì? thanh âm nữ nhân lạnh lùng như cũ. lúc này tiểu đệ nói, giúp, bang chủ nói, để ngươi giúp hắn ngăn lại một người. đầu, điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới. tùy tiện nhắc tới. ha ha hắn nam bá thiên ngược lại là bá khí. Nữ nhân nói xong theo sát lấy thanh âm ngừng lại nói, hắn để cho ta cản ai. Bạch hổ đường chủ, Trần, Trần Cửu Tứ. Trần Cửu Tứ. Nữ nhân dừng một chút, theo sát lấy cười nói, ha ha ha, bạch hổ đường, hắn nam bá thiên thật sự là càng ngày càng phế vật, vậy mà ngay cả người mình đều không giải quyết được, còn muốn ta giúp đỡ. Tiểu đệ nghe vậy cũng không dám chen vào nói, lúc này nữ nhân nói, được rồi, ta đã biết, việc này ta tiếp. Nói xong nàng trực tiếp đem tiểu đệ vứt trên mặt đất, theo sát lấy thân thể trực tiếp lao ra ngõ hẻm. Tiểu đệ ngã xuống đất, chỉ cảm thấy đũng quần ướt nhẹp, lúc này nhìn lấy đi xa bóng đen, chỉ cảm thấy nhìn một trận phim kinh dị, thật sự là mẹ nàng quá kinh khủng, đây rốt cuộc là người, là quỷ hà. Liên ở cái này tiểu đệ ngây người công phu, lúc này ngã trên mặt đất tiểu đệ tỉnh lại. A. À, một trận rên gì? Tiểu đệ mở to mắt, từ dưới đất bò dậy. A, à, vừa mới thế nào? Cảm giác đầu một choáng. Tiểu đệ nói thầm lấy, sơ cái đầu, lúc này tè ra quần tiểu đệ nhìn một chút hắn nói. Ngươi lá gan không thật lớn sao, thế nào gặp phải nữ quỷ liền dọa ngất rồi. Cái gì nữ quỷ? Ngươi nói gì thế? Trên thế giới này nào có nữ quỷ, ta vừa mới đùa ngươi chơi đâu, ngươi? Ngạch! Tiểu đệ vừa mới nói hai câu nói, sau đó cho đi một tiếng, vừa ngất xỉu, lúc này tiểu đệ cũng cảm giác sau lưng âm phong trận trận. Quay đầu liền thấy một đầu tóc dài, sau đó dài trong đầu tóc là một đôi nhợt nhạt ánh mắt. Ngài, ngài còn có việc? Tiểu đệ cô lấy can đảm hỏi, nghe lời này, nữ quỷ dừng một chút, Bạch hổ đường ở phương hướng nào? Bên kia. Tiểu đệ chỉ cái phương hướng, sau đó nữ quỷ hỏi lần nữa, Bạch hổ đường ở phương hướng nào? Bên kia à. Tiểu đệ chỉ Bạch hổ đường phương hướng, tay đều run rẩy. Nữ quỷ, ngươi lễ phép sao? Ta thấy được sao? Nữ quỷ chính muốn tức giận, lúc này nằm dưới đất tiểu đệ nói, bên tay trái. A à, nữ quỷ nói trực tiếp thi triển khinh công sau đó biến mất tại nguyên chỗ thẳng đến bên trái mà đi tè ra quần tiểu đệ quay đầu nhìn xem té xỉu tiểu đệ nói ngươi không có choáng à té xỉu tiểu đệ lúc này nói nghe nói quỷ không ăn dọa ngất người tè ra quần tiểu đệ ta thịt ngươi mẹ lúc này vĩnh sương nhai đường đi thông hướng bạch hổ đường trên đường tần ưng tam huynh đệ mang theo 50 cái tiểu đệ đi về phía bên này tiểu đệ là dùng đến trợ uy cũng không được tác dụng quá lớn lúc này thời điểm Tần Hổ nói, đại ca, phía trước cũng là Bạch Hổ đường, đoạn đường này cũng không có cái gì người ngăn cản, bang chủ nhiệm vụ này cũng quá đơn giản à. Nghe lời này Tần Bảo nói, đúng vậy à, quá đơn giản, muốn nói ngăn lại Trần Cửu Tứ còn khó khăn, thế nhưng là chỉ là truyền lời, ha ha, cái này có gì khó, ta còn không tin ta không gặp được Trần Cửu Tứ. Tần Ưng nói, ừm, các huynh đệ nói đúng lắm, bất quá không thể chủ quan à, cái này Trần Cửu Tứ giả hoạt đa dạng, là cái khó chơi, phải cẩn thận à. Tần hổ cùng tần báo nói đại ca yên tâm mấy người chính nói sao đột nhiên phía trước đi ra một bóng người người này người mặc một bộ trắng đen sen kẽ nho sinh bảo phục trong tay có một thanh ô mộc làm cây quạt đứng ở nơi đó nhìn lấy chạm mặt tới mấy cái người nói chư vị đợi lâu nghe lời này ba người cùng nhau nhìn hướng người tới đều là không khỏi giật mình theo sát lấy ánh mắt ngưng lại nói bạch mặc sinh không sai vị này chính là thập tam thái bảo bên trong thư sinh bạch mặc sinh cũng là tàu ba người đứng thứ hai. Lúc này Bạch Mặc Sinh vù một tiếng đem trong tay cây quạt mở ra, phẩy phẩy cười nói: "Ha ha, mấy vị đường này không thông, còn mời lưu lại uống một chén trà đi." Tần Ưng nghe lời này nhìn lấy Bạch Mặc Sinh nói: "Bạch tiên sinh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta tựa như là ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi cản con đường của chúng ta làm cái gì?" Bạch Mặc Sinh nói: "Ai, ta cũng muốn thiện trí giúp người, đáng tiếc nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác à? cho nên ba vị có thể hay không cho ta cái mặt mũi, lưu lại uống chén trà. Tần ưng nghe vậy cho mày nói, cái này không thể được, bạch tiên sinh nếu là ngày thường, ngươi như thế mời, ta tất nhiên vui vẻ đồng ý, thế nhưng là hôm nay ta có bang chủ mệnh lệnh tại thân, còn mời bạch tiên sinh tạo thuận lợi. Bạch mặc sinh nghe vậy thở dài nói, không có ý tứ, hôm nay không tiện. Tần ưng khẽ cau mày nói, đã bạch tiên sinh nói như thế, vậy ta mà đắc tội với. Nói tần ưng trực tiếp xông lên mà đến, sau một khắc một chảo hung hăng chộp tới bạch mặc sinh mà bạch mặc sinh đưa tay liền dùng cây quạt một điểm tần ưng lòng bàn tay bột một tiếng tần ưng trực tiếp bị đánh lui mấy bước lúc này mới miễn cưỡng dừng lại một chiêu liền rơi hạ phong đại ca tần hổ cùng tần báo thấy thế lập tức xông tới chuẩn bị ba đánh một bạch mặc sinh cũng không sợ lúc này nhìn lấy tần ưng nói tần đường chủ không có lấy ra bản lĩnh thật sự đi cái này huyết ưng chảo công cùng chia cửu trọng cửu trọng liền có thể tại hóa kình xương hùng vừa mới tần đường chủ chỉ dùng ra thất trọng công lực chẳng lẽ là đang thử thăm dò bạch mỗ tần ưng nhíu mày theo sát lấy giãn ra lên nói nghe người ta nói bạch tiên sinh trong tay chuôi này ô mộc phiến chính là kỳ môn binh khí một trong trọng hơn 10 cân cứng cỏi như sắt kiên cố như thép uy lực vô cùng hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền à bạch mặc sinh nghe vậy nói tần đường chủ quá khen nói xong bạch mặc sinh nói đã như vậy tần đường chủ xin chỉ giáo. Tần ưng nghe vậy nhất thời triển khai hai tay, như đại bằng triển sĩ, mở miệng nói, tốt, đã như vậy thỉnh bạch tiên sinh chỉ giáo. Gặp tần ưng sử dụng chiêu thức, lúc này tần hổ cùng tần báo nói, cùng tiến lên, xử lý hắn. Tần ưng nghe vậy nói, các ngươi đừng quản ta, tranh thủ thời gian dẫn người, đường vòng đi bạch hổ đường, bang chủ mệnh lệnh làm trọng. Nghe lời này, tần hổ tần báo liếc nhau nói, vậy đại ca ngươi cẩn thận chút nói xong trực tiếp dẫn người đường vòng hòa bình nhai tiến về bạch hổ đường mà bạch mặc sinh lại không đuổi tần ưng cau mày nói bạch tiên sinh tựa hồ cũng không nóng này bạch mặc sinh nói ha ha ta hôm nay đến chỉ muốn ngăn cản ngươi là được rồi những người còn lại sẽ bị người ngăn đón nghe lời này tần ưng cau mày nói ngươi có ý tứ gì ngươi nói là trần cửu tứ sớm có sắp xếp bạch mặc sinh nói ngươi rất thông minh thế nhưng là ta có thể không hề nói gì nghe lời này tần ưng cau mày nói cái này trần cửu tứ hắn là thần tiên sao cái này cũng có thể coi là đến bạch mặc sinh ha ha cười nói vậy cũng không biết như vậy tần đường chủ chúng ta là tiếp tục đánh vẫn là ngồi xuống nói chuyện đâu tần ưng cau mày nói xem ra hôm nay là không thể không cấp bạch tiên sinh mặt mũi bạch mặc sinh phất phất tay có tiểu đệ lôi ra tới một cái cái bàn trên mặt bàn một bình trà nóng bạch mặc sinh dùng tay làm dấu mời nói thỉnh tần ưng bị ngăn cản mà mặt khác hai bên tân hổ tân báo thì là đường vòng hòa bình nhai muốn tiến đến bạch hổ đường sau lưng tiểu đệ cũng đều đi theo bọn hắn còn cũng không tin hôm nay cái này bạch hổ đường bọn hắn không đi được mau mau đều đuổi theo đừng lề mề tân hổ lớn tiếng hô hào rất nhanh liền mang người chạy tới hòa bình nhai bất quá vừa đến nơi đây liền thấy cách đó không xa có một đám người chính chờ lấy bọn họ đây chư vị chờ đã lâu tân hổ tân báo lúc này nhìn sang chỉ thấy tiểu hổ khiêng chính mình hoàn thủ đao một cái chân đặt ở từng cái từng cái trên ghế, lúc này liếc mắt nhìn bọn hắn. Bên cạnh hắn là một cái bàn, chu sử đang ở nơi đó ngược lại một chén trà nóng, tự rót tự uống. Phía sau bọn họ là nghiêm chỉnh huấn luyện 100 người bạch hổ vệ, từng cái hung thần ác sát, trong hai mắt lộ ra sát khí. Thấy cảnh này, tân hổ tân báo liếc mắt nhìn nhau, đám hỗn đản này thoạt nhìn là đã sớm chuẩn bị à. Mà lúc này xen lẫn trong đám người sau cùng nam bá thiên phái tới tiểu đệ phi tốc chạy vào trong bóng đêm, tiểu hổ cùng chu sử đều nhìn thấy. Bất quá hai người đều không để ý, bọn hắn nhiệm vụ hôm nay cũng là ngăn chặn hùng ưng đường hai cái này hàng. Tiểu hổ lúc này nhìn lấy tần hổ tần báo nói, cái này hơn nửa đêm không ở trong nhà ngủ, chạy đến chúng ta bạch hổ đường địa bàn làm gì, có phải hay không nghĩ trộm đồ à? Trần tiểu hổ, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, Trần cửu tứ đâu, ngươi nhường hắn đến thấy chúng ta. Chu sử nghe vậy nói, ai nha, tốt tặc tử, đến chúng ta bạch hổ đường trộm đồ, lại còn muốn gặp chúng ta đường chủ, thật sự là to gan lớn mật à, người tới cầm xuống. Thương lãng, bạch hổ vệ cùng nhau tiến lên một bước, rút đao mà ra, khi thế kinh người. Dọa đến hùng ưng đường người cùng nhau lui lại, bọn hắn cũng không có bạch hổ đường liều mạng khí thế. Bọn hắn tại hùng ưng đường đang trực cũng chính là kiếm miếng cơm ăn, một tháng hai tiền bạc, liều cái gì mệnh à. Lúc này thời điểm cùng nhau lui lại một bước. Tân hổ tân báo cau mày nói, các ngươi dám vu hãm chúng ta, Chu Sử nói, nói mò, các ngươi nhìn khổ chủ đều tới. Nói theo nghiêng bên trong đi ra hai cái lưng hùm vai gấu khổ chủ, hai người này gương mặt không tình nguyện. Dù sao làm vì bạch hổ vệ tinh nhuệ bọn hắn, có thể không nguyện ý nhân vật khách mời khổ chủ, bọn hắn càng ưa thích trắng đao vào, đỏ đao ra. Bất quá không may, bốc thăm để bọn hắn gặp được, làm sao xử lý. Lúc này đi ra, mặt đen lên chỉ tần hổ, tần báo bọn họ lời nói. Chính là bọn họ dẫn người đoạt chúng ta cửa hàng, cướp đi 50.000 lượng bạc bao nhiêu tân hổ tần báo đều tức nổ tung các ngươi có phải hay không nghĩ tiền muốn điên rồi song thưởng các ngươi 50.000 lượng bạc đem các ngươi bán các ngươi có đáng giá hay không 50 lượng bạc à nghĩ như vậy lúc này liền nghe tiểu hổ một tiếng hổ thét lên tốt tặc tử cũng dám dẫn người cướp bóc ta bạch hổ đường đầu vật theo ta lên bắt lấy bọn hắn nói trần tiểu hổ vò thẳng hướng tần hổ cùng tần báo hai người giận dữ nói trần tiểu hổ ngươi cho chúng ta sợ ngươi à ngươi chết đi cho ta nói hai người cùng nhau công hướng Trần Tiểu Hổ, bọn hắn cùng Trần Tiểu Hổ cũng không phải lần đầu tiên chiến đấu, lẫn nhau đối thực lực của đối phương đều là có nhận biết. Tần Hổ cùng Tần Báo hợp lại cùng nhau thực lực, là thắng qua Tiểu Hổ một điểm. Bất quá cái kia lúc trước Tiểu Hổ, hiện tại Tiểu Hổ cũng không đồng dạng. Lúc này chỉ thấy Tiểu Hổ phóng tới hai người, lại cách hai người 10 mét địa phương xa, Tiểu Hổ đột nhiên nhảy lên, xèo một tiếng bay lên. Sau đó hoàn thủ đao ra khỏi vỏ, ngũ hổ đoạn môn đao chi lực phách hoa sơn. Cái gì? Tần Hồ Tần Báo hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tiểu Hổ phương thức chiến đấu biến thành dạng này, chỉ thấy Trần Tiểu Hổ nhảy lên một cái, sau đó mang theo lực lượng kinh khủng, tự không bên trong rơi xuống. Hung hăng một đao bổ xuống. Thương lãng, Tần Báo rút ra yêu đao, ngang lúc ở trước ngực, đúng lúc này, Tiểu Hổ rơi xuống. Con một tiếng, tâm tích trọng lực, cộng thêm trên người nội lực, lại thêm ngũ hổ đoạn môn đao chiêu thức chi lực, đột nhiên toàn bộ bạo phát đi ra. Oanh lập tức, trực tiếp đem Tần Báo đánh bay ra ngoài. Cái này, làm sao làm sao có thể? Tân hổ kinh hãi, vội vàng rút đao cùng tiểu hổ chiến đấu. Tân báo lắng lại một chút chính mình nội tức, nhìn lấy nổ tung miệng hổ cùng chảy ra máu tươi. Ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần kiên kỵ, bất quá vẫn là vọt tới một bộ cùng Trần Tiểu Hổ liều mạng bộ dáng đương đương đương. Trần Tiểu Hổ lập tức cùng hai người chiến đấu thành một đoàn. Mà lúc này Chu Sử vung tay lên nói, các huynh đệ, theo ta lên. Sau đó dẫn theo đao liền mang theo một trăm bạch hổ vệ, vây quanh cái kia 50 cái đáng thương hùng ưng đường tiểu đệ. Hùng ưng đường tiểu đệ nhìn lấy những này rõ ràng so chính mình thân thể cường tráng một khối lớn bạch hổ vệ, nhất thời sợ, vứt bỏ vũ khí, ngồi trông hổm trên mặt đất. Chu sử thấy thế hô, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, bất tử. Nghe lời này, còn lại bạch hổ vệ cũng đều hô, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, bất tử, bất tử. Nghe vậy, hùng ưng đường tiểu đệ quả quyết quỳ xuống đất, vẫn là câu nói kia, tiền lương hai tiền bạc, liều cái gì mệnh à hô 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 hắc ám ban đêm một người mặc áo đen tóc tai bù xù nữ nhân ngay tại trên đường cái phiêu đãng dường như nữ quỷ đồng dạng không sai vị này cũng là nam bá thiên thỉnh cái kia mù lòa có điều nàng không phải mù lòa đoán mệnh mà chính là lão già mù đồ đệ lão già mù đoán mệnh bởi vì làm nhiều việc ác tại một cái đêm khuya tối thui gặp một cái khác mù lòa cái kia mù lòa họ viên sau đó hai người vừa thấy mặt cái kia danh sưng mù lòa đoán mệnh lão già mù liền bị họ viên mù lòa giải quyết chỉ để lại cái này nữ mù lòa. Mà cái này nữ mù lòa cũng là thiên phú dị bẩm thế hệ, tại không có sư phụ tình huống dưới, vẫn là luyện đến hóa kình. Bất quá bởi vì sư phụ chết, nàng không dám ở miệng thủy huyện chạy loạn, sợ gặp phải cái kia giết sư phụ mù loà, cho nên một mực ẩn cư tại đàn tử ngõ hẻm. Bất quá hôm nay nàng lại nhận được một cái nhiệm vụ, đi ngăn cản một cái tên là Trần Cửu Tứ. Ngược lại là có thể đi xem một chút. Xoát xoát xoát. Nữ mù loa liền như vậy tại trên đường hành tẩu, Bất quá đúng lúc này đột nhiên phía trước trong ngõ nhỏ bay tới một cục đá. Xeo. Trực tiếp hướng nàng phóng tới, nữ mù lòa kinh hãi, trực tiếp một cái lộn ngược ra sau, tránh né, sau đó nghiêng lỗ tài lắng nghe. Ai? Nghe lời này, lúc này trong ngõ nhỏ truyền tới một thanh âm, Miện thủy huyện, bộ đầu, ngô hoành, thỉnh cô nương xuống tới tự thoại. Ngô hoành. Nữ mù lòa nghe vậy sững sờ, cái tên này nàng nghe qua, tân tiến thập tam thái bảo. Nữ mù lòa nói, ngô bộ đầu, Ta giống như không có xúc phạm luật pháp, ngươi cản ta làm gì? Ngô Hoành ha ha cười nói, đại can pháp lệnh, chống đánh tam thông, là vì đêm cấm, người không có phận sự không được lên đường, cô nương, ngươi phạm muộn rồi. Nữ mù lòa câu mày nói, ngô bộ đầu, đêm nay trên đi ra lại không ngừng một mình ta, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác bắt ta đây? Ngô Hoành nói, cái này không có cách, ai bảo ta đuổi kịp đâu, cô nương vẫn là xuống đây đi, tránh cho hiểu lầm không cần thiết ta nếu là không xuống đâu. Ngô Hoành ha ha cười nói. vậy ta đi lên. Bạch. Ngô Hoành nhảy lên đầu tường, theo sát lấy nhìn lấy nữ mù loà nói. cô nương, còn xin phối hợp. nữ mù loà nói. ha ha, không có ý tứ, ta không biết cái gì là phối hợp, tránh ra. nói nữ mù loà trực tiếp một chảo chụp tới Ngô Hoành. Ngô Hoành thấy thế lập tức lui về phía sau nửa bước, lóe qua một chảo. U Minh quỷ chảo. nữ mù loà nói, biết còn không tránh ra. Ngô Hoành cười nói, cô nương thứ lỗi, hôm nay không có thể cho ngươi đi qua, ngày mai ngươi có thể tùy ý đi qua. Ta liền muốn hôm nay qua. Nếu mù loa lúc này ngang chảo chộp tới Ngô Hoành đầu, Ngô Hoành lập tức cúi đầu, móng vuốt tại trên đầu quét ngang mà qua. Ngô Hoành cúi đầu trực tiếp tránh thoát một chảo này, mở miệng nói, cô nương xuất thủ có thể điên rồi à. Nếu mù loa nói, vậy cũng không chặn nổi miệng của ngươi. Ngô Hoành cười nói, cô nương, vẫn là lui về đi, ngươi là lại không lui, ta có thể động thủ. Nữ mù loà nói, ta chả lẽ lại sợ ngươi. Nói một chảo trực tiếp chụp vào ngô hoành, ngô hoành híp mắt mở mắt, theo sát lấy đưa tay trực tiếp một chảo phản nắm tới. Xoát, xoát xoát. Hai người hai tay trên không trung thật nhanh đối sách mười mấy nhận, nữ mù loà bỗng nhiên lui lại một bước, trên mặt kinh hãi, phân cân thác cố thủ. Ngô hoành nói, ha ha, chê cười. Nữ mù loa lúc này chỉ cảm giác mình tay lại tê dại lại xốp giòn mà lại không lấy sức nổi tới. Ngô Hoành nói, cô nương, không sai biệt lắm có thể. Ngươi xem thường ta. Nếu mù loà nhất thời giận dữ, gầm thét một tiếng, sau đó bỗng nhiên xông về Ngô Hoành. Ngô Hoành không hiểu ra sao, chính mình cũng như thế đổ nước, làm sao còn không nguyện ý à. Kỳ thật hắn nào biết được, người tàn tật đều mạnh hơn, ngươi càng là nhường nàng, nàng càng phải theo ngươi gặp cao thấp. U Minh quỷ chảo, xoát xoát xoát. Ngô Hoành nhướng mày, cũng không khách khí nữa, trực tiếp thi triển ra phân cân thác cốt thủ. Phân cân thác cốt thủ có thể nói là chảo loại một cái đỉnh phong, mười phần cường hãn, lúc này cùng nữ mù lòa đúng rồi mấy cái chảo. Chỉ phát hiện cô gái mù này thực lực cũng không tệ, tại hóa kình bên trong cũng coi như trung thượng, bất quá ngô hoành nửa năm này tiến bộ càng lớn. Sư phụ thời điểm ra đi, còn đem phân cân thác cốt thủ sau cùng hai chiêu, lợi hại nhất phân cân tỏa cốt đều giao cho hắn. Có thể nói hắn đã hoàn toàn xuất sư, thực lực cũng không lại sư phụ phía dưới. Đạp đạp. Ngô hoành một chảo đi qua, nữ mù lòa trực tiếp cũng một chảo tới bộp một tiếng đối oanh sau một khắc nữ mù lòa dưới chân một không vững vàng theo sát lấy trực tiếp theo nóc phòng rơi xuống ngô hoành thấy thế lúc này thời điểm liền vội vàng đuổi theo ba hai người rơi xuống đất nữ mù lòa lúc này trực tiếp ngang qua đến một chảo chụp vào ngô hoành ngô hoành trốn một chút soạt một tiếng trong hẻm nhỏ bức tường trực tiếp bị bắt ra một đường rãnh thật sâu khe ngô hoành cũng bị một chảo này đánh nhau thật tình nhướng mày theo sát lấy trực tiếp phân cân thác cốt thủ đi lên. Ba ba, một chảo giữ lại nữ mù lòa tay trái, một chảo giữ lại nữ mù lòa tay phải, sau đó thân thể để lên, chuẩn bị thi triển tất sát phân cân. Bất quá ngay tại thân thể đặt lên phụ cận thời điểm, Ngô Hoành mặt cùng nữ mù lòa mặt cơ hồ dán ở cùng nhau, nữ mù lòa hô hấp đều có thể truyền đến Ngô Hoành trong lỗ mũi. Vù vù, một trận gió thổi qua, thổi ra nữ mù lòa tóc phiêu tán lên, sau đó Ngô Hoành liền thấy một tấm kinh thế tuyệt diễm mặt gương mặt này nói thế nào lãnh diễm mỹ lệ tràn đầy mị hoặc đáng tiếc duy nhất chính là một đôi mắt nhỉ không thấy thật giống như tại một tấm tuyệt thế danh họa trên rơi mất một giọt mực đồng dạng hủy một nửa thế nhưng là coi như như thế cũng kinh diễm ngô hoành ngô hoành lúc này động tác dừng lại bình thường một chiêu này ngô hoành chế trụ đối phương hai tay về sau sau đó thân thể gần phía trước đứng vững đối phương chỉ cần vừa dùng lực xoạt xoạt một tiếng là có thể đem đối phương hai tay gân lớn tách ra phế bỏ hai tay của đối phương. Đây là một chiêu phi thường hung ác chiêu thức. Thế nhưng là lúc này Ngô Hoành động tác dừng lại, hai tay giữ lại nữ mù lòa hai tay, thân thể hung hăng đè ép nữ mù lòa. Hai người miệng cùng miệng khoảng cách chỉ có chỉ là một cm, lẫn nhau hô hấp đều có thể bị đối phương rõ ràng cảm giác. Mà Ngô Hoành ở ngực còn đặt ở nữ mù lòa ở ngực, hai người duy trì một cái mười phần mập mờ tư thế. Trong lúc nhất thời hai người đều dừng lại, bầu không khí càng thêm quái dị. Cứ như vậy ước chừng qua một phút đồng hồ, cái này một phút đồng hồ đơn giản quá dài rằng giặc, nữ mù lòa mặt đỏ dần, ngô hoành mặt cũng đỏ lên. Ngươi, ngươi muốn áp ta bao lâu thời gian? Nữ mù lòa rốt cục nhịn không được hỏi. Ngô hoành mặt càng đỏ hơn, lúc này nói, cô nương, ngươi đáp ứng ta không chạy loạn, ta liền buông ra ngươi. Ta nếu không đáp ứng đâu? Nữ mù lòa hỏi lại. Ngô hoành dừng một chút, nữ mù lòa nói, ngươi cứ như vậy một mực đè ép ta. Ngô hoành vẫn là không nói lời nào. Nữ mù lòa cả giận nói, ngươi câm. Ừm. Ngô Hoành cố gắng trở về một chữ, dường như làm cái đại quyết định giống như. Ngươi, ngươi hạ lưu vô lại. Nữ mù lòa đỏ mặt mắng. Ngô Hoành mặt càng đỏ hơn, ta không phải. Ngô Hoành đó là tiêu chuẩn người thành thật, người hiền lành, nói hắn xem như chính nhân quân tử tuyệt đối không đủ. Thế nhưng là hôm nay hắn vì Trần Cửu Tứ cũng là liều mạng, có điều hắn hiện tại nhịp tim rất lợi hại, rất muốn tranh biện, thế nhưng là sau cùng có thể nói ra được, chỉ là ta không phải. Phù phù, phù phù. Nữ mù loà cảm nhận được ngô hoành ra tốc nhảy lên thầm nghĩ. Ngươi, ngươi không phải hạ lưu vô lại, ngươi nhịp tim nhanh như vậy làm gì? Ngô hoành đỏ mặt nói, dù sao ta không phải. Ngươi không phải ngươi thả ta ra. Ngô hoành nói, không thả. Vậy ngươi còn nói ngươi không phải hạ lưu vô lại. Ta cũng không phải là. Vậy ngươi thả ta ra. Không thả. a à, nha, ngươi áp thương ta. Ngư bang tổng đà, Liễu lão quái đang cùng Nam Bá Thiên đánh cờ. Liễu lão quái tùy ý xuống một con, Nam Bá Thiên theo một cái con, rất nhanh hai người liền trên bàn cờ bày ra lượng cái đường thẳng. Một bên nhìn đường tử duyệt tức sạm mặt lại, quả nhiên là hai cái vô song quốc thủ, cái này cờ dưới tràn đầy sức tưởng tượng. Các ngươi là tại so với ai khác dưới thẳng sao? Đúng lúc này Nam Bá Thiên xuống một con nói, "Liễu lão quái, ngươi lần này tới là Trần Cửu Tứ an bài à?" Liễu lão quái cười cười nói, "Muốn nghe lời nói thật" Nam Bá Thiên nói, lại không có người ngoài, nói một chút đi. Liễu lão quái nói, không sai à, là cửu tứ an bài. Nam Bá Thiên híp mắt mở mắt nói, hắn vì cái gì an bài ngươi đến chỗ của ta à? Liễu lão quái cười nói, cửu tứ nói, hắn gián điệp hướng hắn báo cáo. Nói ngươi liên hợp quỷ thủ cố thanh phong cái kia tên phản đồ chuẩn bị ám sát nhi tử ta lấy thuốc bạch tiên sinh, cho nên để cho ta tới nhìn lấy ngươi à? Nam bá thiên nghe vậy, bộp một tiếng, trong tay quân cờ bóp nát nhìn lấy liễu lão quái nói, ha ha, hắn đây không phải nói hư nói vượn sao. Ta, ta làm sao có thể cùng cố thanh phong liên thủ, hại liễu huynh đâu. Liễu lão quái nghe vậy bục một tiếng đem một quân cờ đặt tại trên bàn cờ, theo sát lấy cái này con cờ đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, đem bàn cờ đều đốt ra một cái lỗ thủng. Ha ha, họ nam, ta không biết Trần Cửu Tứ nói rất đúng không đúng, nhưng là ta phải nói cho ngươi, bạch tiên sinh thật gặp phải bất chắc. Nhi tử ta không chiếm được cứu chữa, món nợ này, ta liền toàn bộ ghi vào đầu của ngươi trên, ta không để yên cho ngươi. Nam bá thiên nghe vậy híp mắt mở mắt, nhìn trong tay cờ trắng nói, liễu huynh, quá võ đoán à. Liễu lão quái nói, võ đoán cũng tốt, không võ đoán cũng tốt, hôm nay ngươi liền cầu nguyện trần cửu tứ có thể cứu bạch tiên sinh đi, nếu không, ta không để yên cho ngươi. Nam bá thiên nghe vậy ha ha cười lạnh nói, liễu lão quái, ngươi còn thật coi ta sợ ngươi à, không sai, bạch văn tĩnh là ta phái người đi giết mà lại ta dám nói với ngươi, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lời này, ta Nam Bá Thiên nói, ai cũng không giữ được hắn. Liễu lão quái ánh mắt ngưng tụ, sắc khí lộ ra nói, Bạch Văn Tĩnh mà chết, ta tất diệt ngươi ngư bàng. Ha ha, ngươi ta vốn là như nước với lửa, ta chả lẽ lại sợ ngươi. Nam Bá Thiên nhìn lấy liễu lão quái nói, ngươi liền đợi đến nghe Bạch Văn Tĩnh bỏ mình tin tức đi. Liễu lão quái híp mắt lại nói, ha ha, Nam Bá Thiên, không thể không nói mưu kế của ngươi đầy đủ độc, đáng tiếc ngươi đụng phải trần cửu tứ mưu kế của ngươi không thành được bạch văn tĩnh cũng không chết được ha ha ngươi còn chỉ trần cửu tứ cứu bạch văn tĩnh à đừng ngốc ta phái ra nhóm ba người lúc này thời điểm đoán chừng đã đem trần cửu tứ ngăn cản hắn liền miệng thủy thành cũng không ra được liễu lão quái nghe vậy ha ha cười nói thật sao nam bá thiên nghe vậy chân mày cau lại nói thế nào cái này hắn cũng coi như đến rồi nam bá thiên đang suy nghĩ đâu lúc này đột nhiên bên ngoài mới có thể tới một trận tiếng bước chân dồn dập bang chủ bang chủ việc lớn không tốt việc lớn không tốt lúc này chỉ thấy một tiểu đệ lao đến liễu lão quái nhìn lấy tiểu đệ bộ dạng này khóe môi vểnh lên nói có muốn hay không ta né tránh à nam bá thiên cau mày nói không cần chuyện gì không xong nói lúc này tiểu đệ nói bang chủ chúng ta an bài ba đợt người đi tìm trần cửu tứ đều thất bại trần cửu tứ ra khỏi thành cái gì? Nghe lời này, Nam Bá Thiên chừng trong mắt đứng lên. Cái này, cái này sao có thể?